Và bây giờ đây là bài chúc Tết của KBC Hải Ngoại. Kính thưa bạn đọc, khán giả KBC Hải Ngoại, lại một mùa xuân nữa trở về với đất nước và dân tộc. Chúng ta dù sống ở bất cứ nơi đâu thì cây có cội, nước có nguồn. Thì ở trong nước hay ở ngoài nước, tóc vẫn đen, da vẫn vàng và vẫn nói tiếng Việt Nam. Như vậy, những sao xuyến thôi thúc háo hức xuân Tết về vẫn là điều không tránh khỏi. Và những hương vị truyền thống văn hóa đã luân lưu trong huyết quản của chúng ta từ đời này sang đời khác. Máu đang chở những hơi ấm không màu cờ đỏ hay vàng, mà là hồn đất dân tộc, hồn thiêng sông núi. Và đang vang lên trên không gian hai tiếng gọi, hai chữ Lạc Hồng đầy yêu thương. Năm nay Mậu Tuất đánh dấu xuân quê hương thứ 43 đã đến gần nửa thế kỷ. Trong những vui buồn, mừng tuổi qua những ký ức vui buồn lẫn lộn, nhưng không ai phủ nhận những mùa xuân mang hương vị đầm ấm với tất cả những thương yêu của lịch sử. Bởi phong cách khá lạ kỳ, đó là xuân thống nhất 1976. Mùa xuân thống nhất đầu tiên năm Bính Thìn 1976 như là một con rồng đội nước biển Đông, vươn mình trong lòng biển vượt lên bầu trời Đông Nam Á. Bằng những nỗi vui mừng của chiến tranh vượt thật sự đã chấm dứt. Một mùa xuân không còn tiếng súng chết chóc trên quê hương, và thanh bình đã thật sự trở về với dân tộc và tổ quốc thân yêu. Một mùa xuân Bính Thìn thật bình yên đầu tiên và rộn rã tiếng cười, dù là hoàn cảnh đất nước ngày đó vẫn là những tiếng cười mang những sự tiêu cực của thời bao cấp, nhưng có lẽ lại là tiếng cười đã đi vào lịch sử của đất nước, mang nhiều ý nghĩa nhất trong lịch sử lập nước, dựng nước và cứu nước. Một khúc quanh mới cho vận hội mới và kéo dài đến ngày hôm nay 43 năm mà sẽ vĩnh cửu trong lịch sử kiến quốc và lập quốc của Việt Nam ta. Tôi xin mạn phép nhắc lại tóm tắt 42 năm qua đã đi khi chính phủ miền Bắc tiếp nhận một mảnh đất toàn vẹn từ Bắc chí Nam với hơn 2.600 cây số đất và hơn 400 cây số đảo bằng một sự phát sản vĩ đại. Vì sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc, một thế kỷ thực dân và một cuộc chiến kéo dài 20 năm, sau đó chưa hết, đòn thù của những người Mỹ vẫn còn phủ sóng âm thầm với những phong tỏa không gian chặn đứng văn minh nhân loại vào Việt Nam đến gần 20 năm sau mùa xuân Bính Thìn. Nhưng rất may vận nước thăng hoa đã đánh tan được hung khí cho đất nước nở hoa với hồn dân tộc. Những đứa con thân yêu mang dòng giống con hùng cháu lạc Việt Nam, chúng ta đã được vinh hiển vươn lên cùng cái nhân loại, vì chúng ta đã có một vị anh hùng dân tộc, đó là Hồ Chí Minh, dẫn dắt thành công bằng những bước chân trần đến đôi hia bảy dặm. Ông chính là một vĩ nhân của tất cả các vĩ nhân của tất cả các thời đại từ ngày trái đất này được khai sinh. Chưa hết, vận nước thiên trời địa lợi nhân hòa đã cung hiến cho đất nước chúng ta cùng lúc với Chủ tịch Hồ Chí Minh một hình ảnh thầy giáo vươn vai phù đổng để trở thành một trong 10 vị đại tướng lừng danh của thế giới. Vâng, đúng là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một con người thân yêu của đất nước, của mạch sống quân đội nhân dân, cùng những đồng chí đầu tiên như Hoàng Văn Thụ, Hoàng Tùng, Vũ Anh, Phùng Chí Kiên, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp. Và ngày 29 tháng Giêng năm 1941, Nguyễn Ái Quốc lên đường về nước tại cột mốc số 108 trên đường biên giới Việt Trung. Đây là địa phận của Hà Quảng, Cao Bằng. Theo tôi, đó là những cái dấu mốc tuyệt vời của lịch sử, biểu tượng cho một sự đoàn kết, đại đoàn kết của những người con thật sự yêu nước. Những người hoàn toàn đã không màng danh lợi, không tham lam ích kỷ cho lợi ích cá nhân. Họ là những người thật sự đã vươn lên trong lòng nhân dân cùng với đồng chí với một tinh thần yêu nước tuyệt vời, dám chấp nhận mọi gian khổ, hiểm nghèo để vượt lên trên, đứng trên đầu tổ quốc. Họ chỉ có ý chí và một ước mơ nhỏ bé và giản dị là tự do, độc lập và thống nhất.
khi nghĩ đến đất nước và dân tộc. Vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh không màng danh lợi, vì tiền đồ dân tộc và vì hồn thiêng sông núi đã đưa đường dẫn lối, đã dẫn dắt dân tộc chúng ta lên đỉnh vinh quang với một chỗ đứng thật sự đang là những minh châu trời đông trong đại đồng thế giới. Tôi không vọng ngôn, không theo dệt vì cái thành quả của hội nghị cấp cao năm APEC 2017 đã là một thông điệp để gửi đến các láng giềng dù yêu. Chúng tôi xin đọc lại. Tôi không vọng ngôn, không theo dệt vì thành quả hội nghị cấp cao APEC 2017 đã là một thông điệp gửi đến các nước láng giềng dù yêu hay không, thích cũng không thể phủ nhận cái sự trưởng thành và tiến bộ của đất nước chúng ta. Một thông điệp gửi đến những người Việt Nam yêu nước chân chính hay tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã, đang và sẽ của nhà nước Việt Nam. Trước niềm vui chung của đất nước, của lãnh đạo cùng nhân dân trong nước và đồng bào hải ngoại, KBC hải ngoại không khỏi vui mừng và hãnh diện xin được cùng góp tiếng chia sẻ và gửi lời chúc Tết Mậu Tuất, những lời cầu chúc chân tình và xin được vui mừng gửi đến hơn 94 triệu người Việt Nam, những người thật sự xứng đáng được nhận lời chúc này của chúng tôi. Kính thưa bạn đọc và khán thính giả thân thương của KBC hải ngoại, trước khi gửi những lời thân yêu đến những người Việt Nam đang hiện hữu khắp nơi trên thế giới, không biên giới chính trị, KBC hải ngoại xin kính thắp một nén hương gửi đến vua Hùng, tiên tổ, gia phả và gia đình Nguyễn Phương tại Bắc Giang. KBC hải ngoại cũng không quên gửi đến tất cả những người con yêu của đất nước, những người đã được tổ quốc ghi công và vị quốc vong thân ở bất cứ chiến tuyến nào. Đặc biệt, những người chiến sĩ và dân quân đầu tiên của đất Cao Bằng năm 1944 đã viết lên cái trang sử vàng trên bìa sách đỏ của dân tộc để đem lại chiến thắng huyền thoại Điện Biên và tiếp nối ngày lịch sử thống nhất Bắc Nam 30 tháng 4 1975. Nhất là những người chiến sĩ quân đội nhân dân, đặc biệt chúng tôi không thể quên ngày hôm nay những bộ đội biên phòng và hải đảo thân yêu của chúng ta cùng những chiến sĩ công an, cảnh sát đặc nhiệm vẫn tiếp tục và đang làm hoàn thành tốt nhiệm vụ tốt đẹp trong thiên chức bảo quốc an dân. Đứng trước thềm năm mới, thay mặt nhóm chủ trương và những người đã góp bàn tay xây dựng hình thành KBC hải ngoại, những cộng tác viên trong và ngoài Việt Nam, những kỹ thuật viên kính lời kính chúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Mặt trận Tổ quốc Trần Thanh Mẫn, ông Võ Văn Thưởng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Đinh Thế Huynh, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng tất cả các bộ, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố lớn của tất cả 63 tỉnh thành Việt Nam, toàn thể nhân dân trong nước Việt và hiệp Việt kiều hải ngoại. Một mùa xuân Mậu Tuất thanh bình, hạnh phúc, thịnh vượng, thắng lợi, may mắn và tràn đầy sức khỏe. Ban biên tập KBC hải ngoại cũng thành kính tri ân và cảm tạ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, ông Vũ Hoàng Hồng Nam, ông Phạm Văn Hải, chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh, quý ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng quý lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, Ban Tuyên giáo Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Báo chí nước ngoài, Bộ Ngoại giao và các Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cùng 63 tỉnh thành của khắp miền đất nước thân thương đã đón nhận những bước chân KBC hải ngoại tác nghiệp trên mọi miền đất nước trong 7 năm qua. Một lần nữa xin cảm ơn các bộ và ban ngành lãnh đạo đã sốt sắng đón tiếp và dành mọi ưu tiên dễ dãi cho KBC hải ngoại được tự do tác nghiệp tại Việt Nam. Lẽ dĩ nhiên KBC hải ngoại không thể không cảm ơn những cảm tình và hỗ trợ của ông Hồ Huy và tập đoàn taxi Mai Linh đã dành mọi dễ dãi cũng như sốt sắng giúp cho phương tiện ăn, ở và di chuyển trong thời gian KBC tác nghiệp tại Việt Nam. Các bạn đọc khắp miền đất nước
đã đổ nhiên liệu cho KBC hải ngoại đã được cơ hội về quê nhà để giới thiệu hình ảnh thân thương và thay da đổi thịt, thay hình đổi máu của đất nước mỗi ngày. Kính lại hồn thiêng sông núi và mẹ Việt Nam hãy tiếp tục độ trì, phù hộ và bảo vệ quê hương và tổ quốc hòa bình vĩnh cửu. KBC hải ngoại kính chúc Nguyễn Phương Hùng. Vâng, kính thưa quý khán giả, những lời tâm huyết này chúng tôi xin gửi đến tất cả các đồng bào Việt Nam khắp nơi trên thế giới, những người đang chống nhà nước Việt Nam cũng như là chúng ta, những người đang tiếp tay để xây dựng cái đất nước này. Tháng 3 năm nay, 2018 dương lịch, chúng tôi sẽ có mặt tại Hà Nội và sau đó chúng tôi sẽ đi vào Đà Nẵng để làm phóng sự. Và chúng tôi ước mong rằng sau khi chấm dứt buổi nói chuyện này, chúng tôi sẽ đưa cái phần này cũng như là các phần của bác Nguyễn Mạnh Cường, bác Dương Xuân Phương, bác Song Phạm và bác Nguyễn Thế Phượng, những lời chúc Tết thân thương đến tất cả mọi người. Vâng, xin cảm ơn.